Em chào Thanh Trần, em tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, năm nay em 27 tuổi. Hiện là em đã có chồng được hơn gần 3 năm rồi và có một bé gái 20 tháng tuổi. Khi mà mình biết tin có bầu thì cảm giác lúc đó như thế nào và ở trong hoàn cảnh ra sao chị ha? Thật sự là lúc đó em không có nghĩ là mình có bầu luôn. Tại vì em với chồng em á, là quen nhau có 7-8 tháng là lấy nhau. Thì lúc lấy nhau về tự nhiên ảnh mới bắt đầu ảnh lộ ra mấy cái biểu hiện mà BD. Mỗi lần mà đụng tới á đồ quỷ á, quỷ sứ á, cái gì cũng BD hết chị. Mà anh có một thằng bạn thân, ảnh một ngày anh rụng bao nhiêu cọng lông, bao nhiêu cọng tóc là cái anh đâu biết hết. Em nói cái ông này là chỉ có BD thôi. Mà lúc đầu giỡn á thì mình thấy vui, giỡn hoài cái mình mới nói là bây giờ anh ngồi xuống em nói chuyện nghiêm túc, em hỏi thiệt là anh có BD không. Anh kia có. Mà cái mặt có ảnh luôn hả? Rất tỉnh và đẹp trai luôn. Xong rồi em nói vậy là ông này bị BD rồi. Còn em thì có một đứa bạn, bạn em thì chơi từ hồi nhỏ rồi thì nó lét. Thì ảnh lại nghĩ em là chắc chắn cũng lét, tại vì em chơi thân với nó lắm. Ảnh kêu em là bây giờ nếu mà muốn chứng minh em không bị lét thì em phải nghỉ chơi với con đó đi. Mà tự nhiên bạn em nó chơi thân từ nhỏ giờ bắt em nghỉ chơi, sao em nghỉ chơi được. Xong là bắt đầu tối ngủ là có cái gối trắng ở giữa. Ảnh bên này em bên này, tại vì suy nghĩ một đứa lét một đứa BD sao ngủ với nhau được. Là gần 3 tháng trời đầu tiên là thân ai nấy ngủ, kiểu y như là chờ đợi một tín hiệu là ảnh sẽ nói với em là anh không hề BD. Em sẽ nói với ảnh là em ơi anh ơi em không hề lét, nhưng mà hai đứa vẫn không đứa nào nói với nhau như vậy hết. Xong một ngày đẹp trời em mới rủ rê ảnh đi nhậu. Thật sự là em thích nhậu với chồng em lắm, mà ảnh thì ảnh không thích nhậu. Nhậu xong về hai đứa mới bắt đầu xỉn, xỉn xong mới vô giường mới đá cái gối đi. Đó, rồi hai đứa mới mon men. Đó là một lần đầu tiên duy nhất là không có sự bảo vệ thôi. Còn các lần còn lại đều được bảo vệ chặt chẽ cả. Ngày hôm đó, tự nhiên một ngày đẹp trời em buồn ngủ kinh khủng lắm chị. Em đi toilet em cũng ngủ. Em đang đứng chiên cá em cũng buồn ngủ. Em chết rồi, chẳng lẽ bị bệnh ung thư gì mà buồn ngủ dữ vậy. Ung thư mà buồn ngủ? Ừ, đúng chị rồi. Cũng mới nghe nó. Có cảm gì không? Em mới lên mạng em sờ thì trong đó có một khả năng tình nghi là có thai là dễ buồn ngủ. Em mới nói là anh đi mua cái que thử thai cho em đi. Ông ấy có chết anh cũng không bao giờ anh đi mua đâu. Em phải tự đi. Em về em thử hai vạch thì ảnh đi làm, chụp hình gửi qua. Anh thấy gì không? Không thấy trả lời. Em mới nói em có thai rồi đó. Không thấy trả lời luôn chị. Em điên lên em chửi, làm con gái nhà lành người ta có thai rồi không nói gì hả? Em chửi sùm hết. Thì tới chiều ảnh mới về, ảnh mới nói là tại vì công ty họp nên ảnh không thể nhắn tin lại được. Xong rồi tối nó cũng đi ăn mừng. Xong anh ngồi ngay góc cửa anh ngồi anh cười một mình em hả? Đi sao ngồi cười mình vậy? Anh không ngờ là anh bách phát bánh trúng như vậy nữa. Em mà chỉ cần rặn ra đứa con trai là anh đặt nó tin tách liền luôn. Vậy đó. Ủa mà nhưng mà khi mà chị có bầu, bây giờ chị phát hiện có bầu thì chị còn nghi ngờ chồng chị là 3D nữa không? Có. Chị vẫn nghĩ là ảnh sẽ 3D. Khi nào mà ảnh gặp người đàn ông của ảnh, ảnh sẽ chở cái 3D ảnh dạy. Khi nào mà ảnh gặp người đàn ông của ảnh, ảnh sẽ chở cái 3D ảnh dạy. Nhưng mà bây giờ biết sao bây giờ? Giờ ngủ còn cái gối không? Nói chung là y như nó thành thói quen là chị vợ chồng em ngủ với nhau là thân ai nấy ngủ, em ngủ với con em, còn ảnh thì ôm có ôm ngủ một mình. Khoan, chị có một người chồng 3D. Em cũng có. Em cũng có giống như chị. Dạ, chị em thì... mình cùng hội. Em xin gửi mọi người nghe một câu chuyện. Đó chính là những ngày đầu tiên khi em công khai mối quan hệ của em với chồng em, thì em có quay một cái clip là em hôn chồng em. Sau em ghi là mặc dù biết là mình chơi ép nhưng mà mong mọi người hãy thông cảm cho mình nha. Xong rồi rất là nhiều fan của em nhắn tin không sao đâu chị ơi, thời đại bây giờ người ta mở cửa rất là, người ta cảm thấy rất là bình thường với cái chuyện mà chơi ép với nhau. Chị hãy cứ bình thường đi chị, tụi em rất là ủng hộ mối quan hệ chơi ép của chị. Xong rồi ai cũng nghĩ là chồng em là ép thiệt. Xong tới khi mà em nói ủa gì vậy ba, tụi tao giỡn, nó là con trai, nó là con trai, cũng tưởng chồng em là lét, cái mặt nó quá lét luôn mọi người. Thật sự cái mặt nó quá lét luôn, tới khi đi về, tới tận bây giờ cưới nhau rồi mà cuộc đời em từ xưa đến giờ chưa bao giờ thấy nó đập được một con mũi hay nó giết được một con gián. Trời ơi, mỗi lần thấy những con nó đều bỏ chạy chứ nó để em ở lại. Dạ, thì em nghĩ rằng là chúng ta bắt tay cái đi chị. Dạ, em đúng rồi luôn, cùng hội cùng em thì rất hiểu. Dạ, ở trong nhà có hai người đàn bà đúng không chị? Dạ. Lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân.